Theo một thông tin chúng tôi mới ghi nhận được, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của tập đoàn Danh Khôi cho thấy, công ty đạt doanh thu hơn 194 tỷ, lãi gộp đạt hơn 154 tỷ. Tuy vậy, theo kết quả kiểm toán, công ty đã trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi 92,5 tỷ đồng. Khoản chi phí phát sinh này khiến cho các chỉ tiêu lợi nhuận của Danh Khôi đồng loạt trở quay về từ lãi thành lỗ đậm cụ thể số lãi thuần lãi trước thuế theo danh khôi tự công bố là 24 đến 33 tỷ đều chuyển thành khoản lỗ lên đến 60-70 tỷ lãi sau thuế từ 6 tỷ kiểm toán cũng xuống mức lỗ 73 tỷ chênh lệch 79 tỷ so với số tự lập tương tự nhiều doanh nghiệp bất động sản khác danh khôi cũng đang vướng 314 tỷ đồng trái phiếu các lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 22 tháng 5 và ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ngoài ra, báo cáo tài chính kiểm toán cho thấy công ty đã nợ quá hạn người lao động số tiền 11 tỷ đồng. Với những thông tin trên, khả năng hoạt động liên tục của danh khôi sẽ bị ảnh hưởng và niềm tin của nhà đầu tư cũng sẽ bị lung lay.